Tập 114. Ta đến báo sạch. Của ngài đây. Mày đi bên này. Bạn trường tranh tài kết thúc. 5-1-7-7 chiến thắng, tổng thắng lợi 35 trận. Anh đang làm gì? Trong 10 người chỉ có một người thắng. Người thắng có thể hút lấy hồn lực của kẻ thất bại. Đây chính là quy tắc của chiến đấu sát lục trường. Vậy thì làm sao mới có thể lấy được giải quán quân? Tham gia trong trận chính là quán quân. Có điều xếp hạng thứ nhất địa ngục sát lục trường bây giờ cũng chỉ mới tham gia 67 trận mà thôi. Thắng được 1 trận, ngài có thể sống ở đây được 1 năm, hưởng lạc tùy ý. Tổ của ngài đã tập hợp đủ 10 người, trận tiếp theo đến lượt ngài rồi. Ngài thật sự muốn và đã quyết tâm rồi. Thế thì sống chết bây giờ của ngài là do trời định. Chúc may mắn. Nguyên thêm một câu, sát lục chi đô sẽ không tồn tại thứ quan hệ như bạn bè. Hành trình giết chóc bắt đầu. Hạo Thiên Trì, hắn đúng là đệ tử Hạo Thiên Tông. Hạo nào cảm thấy hắn và đường ta có chút quen thuộc. Từ ngàn năm nay, ngươi là đệ tử thứ 3 của Hạo Thiên Tông tiến vào sát lục chi đô. Tranh tài kết thúc. Số 9528 chiến thắng, cô đi đi. Ta đã quen thuộc mọi thứ ở sát lục chi đô rồi, không cần cô bảo vệ nữa. Ngây thơ, tại sát lục chi đô, nguy hiểm thật sự thường sẽ đến từ bên ngoài sát lục trường, tự giải quyết cho tốt. Tranh tài bắt đầu. Số 8528 chiến thắng, tổng thắng lợi 17 trận. Yeah.
Mạn Trường tranh tài kết thúc. Số 8528 chiến thắng, tổng thắng lợi 6-7 trận. Số 9528, số 9528 vô địch. Số 9528 vô địch. 9528 vô địch. Hắn càng ngày càng khiến cho người khác nhìn không thấu. Sao lại gặp phải cô ta ở đây chứ? Nghe nói mỗi trận đấu của 9528 cô ta đều sẽ quan sát, thật hay giả hết? Cô bà ngươi nhìn dáng vẻ chăm chú của cô ta kìa. Thật đúng là giống như đang hết sức phòng đoán đối phương. Bị cô ta để mắt tới, thật là đáng sợ. Sứ giả địa ngục không đáng sợ, còn có ai đáng sợ nữa? Mời tổ tuyển thủ tiếp theo dự thi. Số 9528 lên đài dự thi. Tranh tài bắt đầu. Cô tiến lên. 9 tử còn lại đều là hồn thánh trở lên. Quỷ ảnh mê tử. Lúc trước hy sinh cả hai tay đổi thành cánh tay máy chính là vì phá chân này của ngươi. Cái gì? Đừng để hắn thi triển đại trụy. Không có thời gian thi triển hạo thiên trụy. Ám khí sẽ không cách nào xuyên qua thiết giáp của họ. Làm sao bây giờ? Xuyên không nổi thiết giáp à? Không sao. Tụ hồn lực lên đầu vững tên. Lực chung kích đủ để đánh người lùi ra xa. Các người cùng xuống dưới đi. Vậy mà vẫn chưa rơi xuống. Đây chính là chiến thuật của chúng ta. Thắng bại là ở lần này. Trận này số 8528 còn có thể thắng sao? Ta ngược lại mong rằng có người mau chóng giết chết hắn. Không ngừng đấu tranh bên bờ vực sinh tử, đây mới là chân lý của thực chiến. À, thích đồng môn vẫn dẫn cửa sổ. Thực lực mới chính là chiến thuật mạnh nhất. Một năm này, hồn lực của ta tuy rằng chỉ có tăng lên một cấp, nhưng thực lực dường như tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Trận thi đấu kết thúc. Số 9528 chiến thắng, thắng lợi tổng cộng 68 trận. Số 9528, số 9528 vô địch, 9528 vô địch. Thực lực đáng sợ nhất Tô La, một năm thắng liên tiếp 67 trận, chưa từng nghe thấy bao giờ. Tô La vườn, Tô La vườn. Ta cũng không dám báo danh tham gia thi đấu nữa. Ai dám? Nghe nói lần trước có 100 người thừa dịp hắn vừa thi đấu xong liên thủ phục kích hắn. 100 người vây công, hắn thân bị trúng vô số vết đau. Nhưng kết quả sau cùng lại là hắn phá được vòng vây. Lấy một địch trăm à? Đúng thế, thật sự là một Tô La vương. Các người nói nếu như hắn gặp phải sứ giả địa ngục thì người nào thắng? Sứ giả địa ngục? Nữ nhân đó vẹn vẹn chỉ có 2 năm thắng đến 72 trận. Tại sao thế này? Sao lại đang lo lắng cho hắn? Kaka là nam nhân xuất sắc nhất mà ta từng thấy. Nhưng từ khi nhìn thấy hắn, Ha ha ha!
Đừng có phát lối, tôi là vượng đang ở trên sát lục trưởng chồng ngươi đấy. Là cô ta. Sát thần giáng lâm, địa ngục gặp họa. Tô La Vương lại thắng trước một trận. Ta biết rồi, các loại kỹ xảo của Tô La Vương mạnh đến mức đáng sợ. Cho dù là không hào đấu la, không dùng hồn kỹ, khó có thể giết được hắn. Người nghĩ hắn có thể hoàn thành trăm trận, tiêu chiến địa ngục lộ hay không? Hoàn thành trăm trận chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng địa ngục lộ chỉ sợ hắn còn chưa đi tới. Ta nhận được tin tức, hắn là do một trong hai vị sát thần đáng sợ nhất hiện tên là tồn tại đưa tới TV2.com. Sau sứ giả địa ngục thì là một vị khác. Mỗi một lần sát thần xuất hiện đều quấy đảo sát lục chi đô đến tổn thất nặng nề. Để phòng vạn nhất, không bằng chúng ta an bài sứ giả địa ngục đối mặt với Tô La Vương để hai người họ tỉ thí ngu xuẩn. Bất kỳ một vị sát thần nào chúng ta đều không đắc tội nổi. Lui xuống, tiếp tục quan sát hai người bọn họ. Sứ giả địa ngục đã hoàn thành 99 trận, ta mới tới có hơn 2 năm. Tô La Vương mới tới hơn 1 năm, hiện tại cũng đã hoàn thành hơn 90 trận. Nếu bọn họ gặp phải nhau trong trận đấu, ngươi là mới tới à? Sát lục trưởng có quy định sẽ không sắp xếp chiến đấu với bên thắng 50 trận trở lên. Quả nhiên, bên thắng nếu là rút đi toàn bộ hồn lực, thực lực phải tăng lên cực nhanh mới đúng. Mỗi một trận đấu, hồn lực của kẻ bại bề ngoài chỉ như là bị bên thắng hấp thu, thật ra hơn phân nửa đều bị sát lục trường hấp thu. Ta đã không sai, lối vào địa ngục lộ ngay bên dưới địa ngục sát lục trường. Hoàng tuyển lộ này là một thứ đồ tốt, bình phục tâm thần, còn có thể tăng thêm hồn lực. Đúng là quá đắt rồi, phải dùng thánh tích ở sát lục trường mới có thể đổi. Sứ giả địa ngục và Tô La Vương chắc chắn là không cần lo lắng vấn đề này. Xem ra Tô La Vương cũng đã hoàn thành 99 trận rồi. Sứ giả địa ngục nhất định không đi khiêu chiến trận thứ 100, đó không chừng chính là đang đợi hắn cùng đi địa ngục lộ. Rốt cuộc cũng đợi được rồi. Không đến 2 năm đã hoàn thành 99 trận, trước đây chưa từng có.